Xin chào. Vậy là mình đang có mặt tại đường Hoa Nguyễn Huệ, một địa điểm mà dân tình đang thay nhau check in ầm ầm mấy ngày hôm nay. Sau lưng mình đó là gia đình nhà chuột. Trong 12 con giáp thì cái con chuột là một trong những cái con rất là khôn và rất là tinh ranh. Về cái sự tích của 12 con giáp thì tại sao con chuột lại đứng đầu 12 con giáp? Ngày xưa thì Ngọc Hoàng sẽ chọn là được 12 con vật để đại diện cho Ngọc Hoàng mỗi năm cai quản trần gian. Nhưng mà đã chọn được 12 con vật rồi thì Ngọc Hoàng không biết là để con vật nào đứng đầu. Thì Ngọc Hoàng bèn nghĩ ra một cách, đó là tổ chức một cái cuộc thi mà để phân định được con vật nào đứng đầu trong 12 con giáp. Vậy nên là Ngọc Hoàng sẽ triệu tập một cái ngày hội mà con nào mà đến gặp Ngọc Hoàng đầu tiên sẽ được đứng đầu 12 con linh vật Ngọc Hoàng chọn ra. Đến ngày thì tất cả mọi con vật đều tranh thủ để đến gặp Ngọc Hoàng. Con trâu thì một trong những con rất là cần cù cho nên là dậy rất sớm và đến gặp Ngọc Hoàng. Tưởng như con trâu sẽ là cái con mà gặp Ngọc Hoàng đầu tiên. Nhưng không ngờ là khi vừa đến nơi thì con chuột không biết từ lúc nào lẻn lên là ngồi trên lưng con trâu và nhảy xuống gặp Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đành chấp nhận cho con chuột là đứng đầu 12 con giáp và tiếp theo đó là con trâu và các con khác. Hôm nay thì rất là nhiều người đẹp nhá ra đây chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc mùa xuân. Ở đây có rất nhiều là chuột. Chuột đang chèo ghe. Ở đây chắc là đại diện cho miền Tây thì phải. Những con chuột này thì được công ty Sài Gòn Tour rất là thiết kế và chế tác. Tất cả các linh vật của năm nay được chế tác ở hai cái xưởng ở Hóc Môn và ở Tân Cảng nhé. Những con chuột được chế tác rất là đẹp.
từ đây tới 2:30 mà nó về nè, từ 3 giờ là làm. Còn đây là vườn lan. Đấy. Theo thông tin mình nắm được thì năm nay là có tới 120.000 cái giỏ bông được chuyển đến đường hoa để làm cái đường hoa của năm Canh Tý này. Và tất cả hoa ở cái đường hoa năm nay là được khu du lịch Bình Quới 1, 2, 3 lại nha, thiết kế và thi công nhé. Rất là nhiều lan, quá đẹp. Cái hình tượng linh vật chuột đó được thể hiện rất là nhiều, ở đâu cũng thấy hết á. Đây là một cái gia đình nhà chuột. Chuột tập thể dục nha.
chuột gánh bánh chưng nè, bánh tét nè. Đây là một cái gia đình nhà chuột nữa, nhìn rất là hạnh phúc. Một dĩa trái cây khổng lồ. Đây là mắm ngũ quả các bạn ạ. Mắm ngũ quả này là có là cầu nè, dừa nè, đủ nè, xài, sung. Đúng là cái mắm ngũ quả của người miền Nam luôn nhé. Các cái tiểu cảnh được làm rất là công phu. Đây chắc là đèn nè. Buổi tối chắc là rất là đẹp. Đây vẫn cái cây mà cậu may mắn. Hoa, rất là nhiều hoa. Thảm hoa nha các bạn.
người đẹp bên hoa. Đây chắc là hoa thủy tiên. Một con chuột không biết làm bằng cái gì á, nhìn nó lấp lánh rất là đẹp. Tiểu cảnh theo các loại xương rồng, đây chắc đại diện cho miền Trung quá, miền Trung nắng gió. Đây, người đã về tới nông thôn. Cái nấm khổng lồ. Các chú chuột. Thank you.
đây chắc là thác nước, buổi tối nước sẽ phun lên. Một cái tiểu cảnh, hai bên từng chiếc lá. Xuân canh tí. Đây cũng là một cái đại gia đình nhà chuột nữa. Rồi vậy là hết đường hoa. Xin chào các bạn nhé.